Xin chào các bạn. Đây là khóm mai Thái của mình nha. Mình mới trồng được 3 tháng. Nhưng mà trời nắng quá các bạn ạ. Mình xen cây cỏ voi để cho trâu này. Các bạn nhìn, cỏ voi còn héo quất héo queo à. Đây là mới buổi sáng nhé. Bây giờ mới là 7 rưỡi sáng mà chưa chi cây cỏ của chúng ta nó đã héo thế này rồi. Và trên đỉnh đồi cây mai đó, cây mai mới trồng được 3 tháng các bạn ạ. Đây là lá mai Thái nhé các bạn nhé. Lá này mới trồng được 3 tháng thì mới lên được 2 cái vọt các bạn ạ. Đây một cái và đây một cái. Còn bên dưới thì bắt đầu lên. Và bây giờ trời nắng quá, mình chẳng biết cách nào. Nhà mình ở tận trên đỉnh đồi cao này các bạn. Đỉnh đồi cao. Thế thì mình mới đi mình kiếm ít rơm và mình che phủ vào gốc cho nó các bạn ạ. Che phủ vào thế này thì nó có tác dụng là, thứ nhất, cỏ ở tại gốc không mọc được. Và thứ hai là giữ độ ẩm, độ xốp cho cây để cho măng nó mọc nha các bạn nhé. Ngày bây giờ mà được một trận mưa thì là nó giữ cái độ ẩm này lắm, cái rơm này giữ độ ẩm lắm các bạn ạ. Không cần nhiều đâu các bạn ạ. Một ôm rơm nho nhỏ thôi là mình phủ kín được một gốc. Các bạn cứ phủ bắt đầu từ gốc, xung quanh gốc ra khoảng độ 60 vòng tròn xung quanh 60-70, thế để cho nó giữ được cái độ ẩm của cây mai nhé. Đấy. Và tiếp theo như khóm này thì đây các bạn ơi, cũng lên được 2 cái măng này, 2 cái vọt. Đấy. Vọt đây là vọt đây. Và bây giờ mình cũng tiến hành phủ. Này mà có nước mà tưới cho nó thì tốt quá các bạn ạ. Nắng héo hết cả này, nắng quá. Thời tiết tuần nay là đài báo nắng 38 độ, 39 độ tuần nay rồi các bạn ạ. Và năm nay thì hạn chế nước, thậm chí nước giếng khơi. Chỗ mình là chưa có nước máy, ăn nước giếng khơi thôi. Nhưng mà giếng khơi còn cạn hết cả nước, người không có mà ăn á. Thì ao chuông, cá chết hết hàng cá các bạn ạ. Không có nước để mà tưới. Ruộng nương canh rạch khô cho bằng hết, khô trắng đồng á. Mình đành phải khắc phục. Thôi thì trời sinh trời dưỡng, mình cứ khắc phục lên, mình phủ đây cho nó che mát được tí nào hay tí đấy. Xong rồi là trời nó mưa xuống thì nó giữ độ ẩm. Bạn bảo là mới có 7-8 giờ sáng mà lá nó héo thế này. Mà các bạn nhìn cái cây cỏ voi này, đấy, nó còn héo rũ héo rượi như thế này thì các bạn còn gì nữa. Không lên nổi đây, cỏ voi còn héo rũ các bạn ạ. Héo hết rồi. Và đây là khóm mai vàng nhé các bạn. Các bạn nhìn lá này, vừa mới lên xong mới được có 3 tháng nhé. Và đây, lên được cái măng đây. Đấy. Mới lên được một cái mầm măng. Và bây giờ mình cũng mang ít rơm để mình phủ nó vào. Không có nước để tưới các bạn ạ. Cỏ ngọt nó còn chết khô chết héo. Đáng hồ là cái cây này, nhưng mà cây này của chúng ta nó vẫn sống, vẫn phát triển. Có thấy là nó phát triển chậm thôi các bạn ạ. Cố chờ đến khi nào trời mưa. Thế xong rồi đấy, nước nó sẽ đọng, nó giữ vào đây. Và cái rơm này của chúng ta nó sẽ giữ
làm mát cho cây mai. Nắng quá, năm nay thời tiết khắc nghiệt quá các bạn ạ. Lên khỏi cái là lá mướt mơ. Loại này lá A thoải mái các bạn ạ. Nó phải rơi vào tầm hơn 50 phân. Chiều rộng thì chắc là nó phải rơi tầm 14-15 phân. Đây là có mai vàng nha các bạn. Và đây lại có mai vàng nữa nha các bạn. Đây lá này. Đây một cái là lá nó bò thôi. Mới được 3 tháng nha các bạn. Đấy. Con này thì nó lại lên được một cái măng nó cao cao. Bây giờ cái vọt này ra đầu lá này. 2, 4, 6, 8, 9 lá. 9 cái lá vào một cái búp các bạn nhé. Các bạn hỏi là trồng cây này thì bao lâu được thu? Các bạn ơi, 2 tháng nó đã có lá A rồi. Và 3 tháng đây các bạn nhìn này. 3 tháng khó mai của mình này các bạn. Nếu các bạn thu thì đã có lá thu rồi ạ. Thế nhưng mà số lượng nó được ít các bạn ạ. Thì các bạn hãy để sang tháng thứ 6, tháng thứ 7, khi búi của chúng ta nó lên được khoảng 6-7 cây, thì lúc bây giờ là chúng ta thu hái mỗi một chặt, chúng ta hái được khoảng độ cân 2 cân lá thì bó hái một khóm các bạn ạ. Đó. Và bây giờ mình lại cho rơm, mình phủ tiếp. Nếu như mà thuận mưa thì măng nó lên, có đủ độ ẩm để măng nó lên khỏe lắm. Nhưng mà đây là trời nắng, các bạn nhìn cỏ voi này. Đấy, cỏ voi nó còn héo rũ héo rượi ra. Đất thì khô trắng à. Không có một lấy một giọt nước, không có lấy một tí sự sống. Cây cỏ hoang nó còn héo à. Nhưng mà cây mai của chúng ta nó vẫn chống chọi các bạn ạ. Đây làm thế nào được. Người còn chả có nước mà uống mà ăn nữa thì lấy đâu ra nước mà tưới cây. Ao cá còn chưa hết các bạn ạ. Thôi thì khắc phục vậy thôi. Nhờ rồi. Nếu gặp phải các bạn thì các bạn có cách nào hay hơn mình không? Không có nước để tưới thì các bạn làm cách nào? Mong các bạn hãy cho một ý kiến và video của mình chia sẻ. Khắc phục chăm sóc cây mai khi trời hạn hán, không có nước tưới. Đến đây là tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.